Xin chào mọi người, hôm nay tại gia mình đang có Mazda 2 sử dụng dịch vụ cũ gầm. Cũ gầm không còn gì là quá xa lạ đó với mọi người. Đây là một chương trình giúp mình có thể bảo vệ gầm xe mình trong suốt thời gian sử dụng. Bên mình sử dụng hóa chất phủ gầm đó là Wood đến từ Đức, thương hiệu cũng khá nổi tiếng. Đây là cái phần gầm mà bên mình chưa phủ. Đây là cái phần đã được phủ, thì vừa mới phủ nên là cũng còn chưa khô. Mọi người có thể thấy rất rõ là phần được phủ và phần chưa phủ. Bên mình thì sẽ có bảng giá cho từng dòng xe khác nhau. Mọi người có nhu cầu về phủ gầm thì cứ liên hệ vào trang fanpage bên mình, thì sẽ có nhân viên tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn mọi người đã xem video này nhé.